Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm C-Cilin được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm Đại Y. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về c Cecilin cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của c Cecilin Vitamin C 100mg, tinh dầu cam Dạng bào chế Siro Công dụng và chỉ định của c Cecilin Bổ sung vitamin C cho cơ thể giúp tăng cường đề kháng, giải nhiệt cơ thể tăng sức bền thành mạch. Cách dùng và liều dùng của c Cecilin Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống Liều dùng Ngày dùng 1 đến 2 thìa cà phê, dùng 1 đến 2 lần trên ngày. Chống chỉ định của c -Cilin. Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng c -Cilin. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm c -Cilin đồng thời biết cách sử dụng c sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.